Liên quan đến vụ việc người đàn ông nước ngoài sát hại vợ vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự thuộc khu quy hoạch An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt. Ngay trong tối ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm toàn bộ hiện trường căn nhà và thi thể nạn nhân, ghi nhận những dấu vết, vật chứng quan trọng. Trước đó vào khoảng 16 giờ cùng ngày, giữa nghi phạm Jacobus Johannes Kenter, sinh năm 1960, quốc tịch Hà Lan và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, nghi phạm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó mang theo dao bỏ trốn. Đến 20 giờ 30 phút, khi đối tượng đang rút tiền tại một cây ATM trên địa bàn phường 1 thì bị lực lượng công an bắt giữ.